cửu cực trí cao cao giọng hỏi hắn không có khiêu khích tần quân khiến cho các sinh linh minh man bất định thiên đế biểu hiện cử thế như vậy cửu cực trí cao lại giả bộ như không nhìn thấy giữa hai người rõ ràng có bên trong trong lúc nhất thời tinh không yên lặng vốn nạp lan tôn vương muốn khiêu chiến cửu cực trí cao bị thiên đế vô tình nghiền ép các sinh linh cũng không dám mạo hiện ngược lại nhìn về phía tần quân bọn hắn đều đang mong đợi thiên đế khiêu chiến cửu cực trí cao đáng tiếc tần quân thờ ơ cửu cực trí cao tần quân sớm muộn sẽ khiêu chiến nhưng không muốn sớm như vậy một là không có mâu thuẫn hai là không cần thiết vừa vặn để uy vọng của cửu cực trí cao tiếp tục kéo lên chờ hắn đạt đến đỉnh phong không ai bì nổi tần quân tái chiến hắn đó mới là thời cơ tốt nhất hiện tại tần quân liền đợi cửu cực trí cao chiến ra danh khí vô địch bệ hạ ta muốn khiêu chiến hắn đấu chiến thắng phật mở miệng xin chiến cùng cương già chiến đấu mới có thể không ngừng tăng lên có chắc chắn không tần quân hỏi không có đấu chiến thắng phật rất lưu manh nói Chu Ma Đại Đế đi theo lên tiếng, nói, không bằng ngươi ta liên thủ, trải qua lâu như vậy, nục thể của hắn đã hồi phục, đây cũng là chỗ cường đại của đại diễn thần chi có thể liên thủ chiến ta, ta không ngại, thanh âm của cửu cực trí cao truyền đến, để đấu chiến thắng vật cùng Chu Ma Đại Đế không khỏi liếc nhau. Đều nhìn ra đối phương hưng phấn bọn hắn không khát vọng thay thế thứ tự của cửu cực trí cao ở trên thành thần bảng, chỉ muốn thông qua chiến đấu mạnh lên lại thiên ta. Như thế nào, thanh âm của lang đế đi theo truyền đến, khiến cho các sinh linh nhao nhao quay đầu nhìn về phía hắn biểu lộ đều hơi kinh ngạc đấu chiến thắng phật chu ma đại đế lang đế liên thủ đây chính là một màn sử chi a à. thời kỳ hồng mông ba người là người mạnh nhất đặt song song chỉ thua hồng mông thần linh bốn đại hồng mông đến nay còn lưu truyền truyền thích của bọn hắn không có vấn đề vô luận các ngươi có bao nhiêu người cũng được cửu cực trí cao bá khí lẫm nhiên vô luận đối thủ có bao nhiêu hắn đều không sợ vô địch chân chính không chỉ cực hạn ở đơn đấu oanh tinh không xối trào toàn bộ sinh linh đều bị cửu cực trí cao tin phục thật sự là quá bá khí mài ta còn ai tai dám tranh phong hồ gia hỏa này thật biết trang bức tần quân nhẹ giọng hừ nói nhưng khóe miệng lại dơ lên khi phái như vậy mới xứng với thân phận hồng mông thần linh cứ như vậy đấu chiến thắng phật chu ma đại đế lang đế bay về phía cửu cực trí cao khi thế nhao nhao tăng đến đỉnh phong để các sinh linh quan chiến nín thở ngưng thần hẩn trương không thôi oanh một tiếng ba người đấu chiến thắng phật trong nháy mắt giết tới trước mặt cửu cực trí cao đại chiến trong nháy mắt bạo phát bệ hạ cần ta giúp bọn hắn không đế giang hỏi một bộ nóng lòng muốn thực lộ ra nhiệt huyết xôi trào tạm thời không cần đừng quấy rầy bọn hắn tần quân khoát tay nói hắn mong đám người đấu chiến thắng phật biểu hiện bọn họ đều là tồn tại 20 vị trí đầu của thành thần bảng đều rất mạnh hẳn là sẽ có một trận chiến đấu cực kỳ đặc sắc oanh 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 làng đế đấu chiến thắng phật trung ma đại đế hóa thành ba đạo lưu tinh điên cuồng va chạm cửu cực trí cao tốc độ cực nhanh làm cho cửu cực trí cao cách hồng mông bạch thụ càng ngày càng gần đấu chiến thắng phật côi kim cô bổng đi vào sau lưng cửu cực trí cao một gậy đập tới nhưng phía sau cửu cực trí cao chống rỗng xuất hiện một hắc trụ đỡ được cong một tiếng đấu chiến thắng phật bị đẩy lui hắc trụ cũng bị trận lang nện đất lăng đế dẫn theo bất bại kiếm một kiếm chém tới kiếm khi hóa thành kinh quang quét ngang hồng mông nguyên khí vẫn như cũ bị hắc trụ thần bí khó lường ở chung quanh cửu cực trí cao đỡ được những hắc trụ này ẩn trong vô hình một khi cửu cực trí cao tao ngộ nguy hiểm chúng nó sẽ đột nhiên xuất hiện chống cự hết thảy công kích không được tiếp tục như vậy ngay cả phòng ngự của hắn cũng không cách nào phá mở Trung ma đại đế âm trầm kinh nhi đồng thời ma khí hóa thành hắc nhận vô số thẳng hướng cửu cực trí cao sau khi cùng lý họa hồn chiến một trận cửu cực trí cao hoàn toàn duy trì ở trạng thái mạnh nhất căn bản không nương tay bọn hắn tự nhiên không thể giống như mình đấy có thể cùng cửu cực trí cao chiến đến lực lượng ngang nhau đấu chiến thắng vật đột nhiên nhổ ra một ngúng lông dùng miệng thổi mấy ngàn phân thân xuất hiện tất cả đều nắm kim cô bồng vây quanh cửu cực trí cao hoa các sinh linh trường to mắt mặt lộ vẻ không thể tin được lại là chiêu này đấu chiến thắng vật cũng biết khó nói tràng cảnh vừa rồi lại muốn tái diễn không thể nào hẳn chỉ là thần thông phân thân bình thường mà thôi các sinh linh nghị luận ẩm ý lúc trước tần quân dựa vào tràng cảnh thiên đế phân thân hoàn ngược nạp lan tôn vương thật sự là quá rung động để bọn hắn rất mẫn cảm nạp lan tôn vương đang ngồi xếp bằng dưỡng thương dạ đến hơi run rẩy sắc mặt âm trầm lúc này cửu cực trì cao bộc phát ra tốc độ kinh khủng thân xé nát từng phân thân của đấu chiến thắng phật hắn không còn phòng ngự mà lựa chọn tiến công các sinh linh lập tức thở dài một hơi còn tưởng rằng thần thông phân thân của đấu chiến thắng phật cũng sẽ biến thái như thiên đế cơ hội tốt ánh mắt của trung ma đại đế sáng lên lúc này hóa thành hình thái ma khí vây quanh đấu chiến thắng phật cùng cửu cực trì cao ma khí tràn ngập muốn bao trùm toàn bộ tinh không áp chiến tiếp tục đương nhiên chỉ là gian nan đối với đấu chiến thắng Phật, Lang Đế, Chu Ma Đại Đế, cửu cực trí cao vô cùng dễ dàng, hoàn toàn là hành hạ người mới, cửu cực trí cao quá mạnh. Lục Ngô cảm thán nói, ở trong này, đoán chừng chỉ Tần Quân mới có hy vọng dung chuyển được cửu cực trí cao không chỉ hắn, các sinh linh đang cảm thán, không có do sánh liền không có trên lịch lúc này, bọn hắn mới ý thức được lý họa hồn mạnh bao nhiêu. Biểu lộ của Tần Quân bình tĩnh, ánh mắt nhìn chiến trường, không có chút dao động hiện tại hắn đối với thực lực của cửu cực cử trí cao đã có đánh giá đại khái hắn có lòng tin đánh một trận nếu như hắn đạt tới đại diễn thần chi cảnh có thể miểu sát cửu cực cử trí cao loại tự tin này tuyệt không phải tâm tính bành trướng tần quân khác biệt những hồng mông thần linh khác hắn hấp thu thủy nguyên khí tuyệt không phải các hồng mông thần linh có thể so sánh ở trước hồng mông thủy nguyên khí tinh khiết nhất cao cấp nhất sau khi hồng mông khai ít tạo hóa đại đạo chuyển biến thủy nguyên khí thành hồng mông nguyên khí chất lượng phân tán đẳng cấp tự nhiên đi theo hạ xuống. Hiện tại cái gọi là thủy nguyên giới cũng là lúc trước tần quân sáng tạo, thì nguyên khí ở bên trong cùng thủy nguyên khí mà tần quân dùng, tan bản không thể đánh đồng. Hắn vẫn như cũ là thần linh đẳng cấp cao nhất, oanh cửu cực trí cao một cước niệm ở sau ót lang đế, đánh lang đế điên đảo tâm thần, nguyên thần kém chút ly thể hai tay của trung ma đại đế nâng lên, vô số sao trời màu đen ngưng tụ thành từ bốn phương tám hướng vọt tới cửu cực trí cao cửu cực trí cao chiến ý bành trướng hét giận dữ một tiếng thân thể xoay tròn nhanh đến cực hạn đánh nát tất cả sao trời màu đen con mắt của đấu chiến thắng phật biến thành kim sắc phật quang phổ chiếu lực lượng lớn đến để hồng mông không gian vặn vẹo hồng mông bạch thụ hơi động phảng phất như khiêu vũ không biết vì ai mà múa vô số ánh sáng màu vàng óng bị thân cây tung ra trôi về phía đấu chiến thắng phật một màn này bị cửu cực trí cao bắt được hắn nhíu mày hừ lạnh một tiếng cũng không có nhiều lời bọn hắn sẽ bại vũ văn thành đô nhìn chằm chằm phía trước nhẹ giọng tự nói đoạn mặc hiên động dung ngay cả hồng mông sơ kỳ tam đại trí cường liên thủ cũng không địch lại cửu cực trí cao tim của hắn run rẩy hắn bỗng nhiên đối với vũ văn thành đô không có hy vọng căn cứ hắn lý giải vũ văn thành đô chưa bao giờ chiến thắng qua đấu chiến thắng phật trước kia vũ văn thành đô một mực bại về sau thật vất cả mới cùng đấu chiến thắng phật chiến ngang tay thực lực như vậy làm sao chống lại cửu cực trí cao đúng lúc này chỗ sâu trong hồng mông lại bay tới một bóng người bạch y như tiết thân hình như kiếm khuôn mặt lạnh lùng như lưỡi đao hai mắt sắc bén tóc đen hơi phất phới Toàn thân tản ra ngạo khí cử thế vô địch chính là Tô Đế, tông chủ đến rồi. Ánh mắt bá hàn u sáng lên. Tần Quân phảng phất như cảm ứng được cái gì, liếc mắt nhìn, vừa hay nhìn thấy Tô Đế bay tới, về phần những sinh linh khác, lực chú ý của bọn hắn đều ở trên chiến đấu, căn bản không có chú ý tới Tô Đế đến. Tiểu tử này quả nhiên tới, Tần Quân tươi cười. Tô Đế tông ở đông hồng mông tranh bá, Tô Đế không có đạo lý không đến Tô Đế cấp tốc lướt qua Hồng Quân, rơi vào bên cạnh Tần Quân đại đế tà lang cùng hai chí tà khác đều không có phát giác được hắn đến thiên đế đã lâu không gặp tô đế nói lại lùng tan giã nụ cười của hắn cho người ta một loại cảm giác như tắm sân tần quân trêu chọc nói đúng vậy đã lâu không gặp ngươi bây giờ đã là thành thần bảng thứ sáu tô đế lắc đầu bật cười nói thứ sáu tính là gì ta ở thứ nhất chờ ngươi cùng ngươi chiến đấu tranh đoạt mạnh nhất hai người bốn mắt tương đối đều vô cùng tự tin đổi lại những người khác khiêu khích tần quân tần quân chắc chắn sẽ không buông tha chi chỉ có tô đế sẽ làm hắn cao hứng không có chút tức giận không chỉ hắn tô đế cũng như thế so với tần quân thủ đoạn của tô đế càng tàn nhẫn hơn gặp ai cũng lạnh như băng chỉ có gặp tần quân mới sẽ lộ ra nụ cười cửu cực trí cao ngươi cảm thấy thế nào tần quân dùng ánh mắt ra hiệu tô đế nhìn về phía cửu cực trí cao cười hỏi tạm được ánh mắt tô đế vừa rời tần quân sắc mặt liền trở nên băng lãnh so với lý họa hồn cả thêm hờ hững xen ra ngươi rất có lòng tin tần quân hứng thú nói chờ đó thành thần bảng thứ năm thuộc về ta tô đế bá khí nói hoàn toàn không để cửu cực trí cao vào mắt một bên khác Ba hàn u thì buồn bực rõ ràng hắn mới là thành viên của tô đế tông tô đế lại không nhìn hắn cùng thiên đế vừa nói vừa cười để hắn có chút ven vét hồng quân cùng lục ngô hiếu kỳ thân phận của tô đế người này đến cùng là ai khẩu khí thật cuồng vọng oanh lúc này một phương hướng khác đánh tới một cỗ khí tức cường đại các sinh linh cả kinh toàn bộ quay đầu ha 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 thật nhiệt cửu cực trí cao xem ra ngươi rất uy phong nha chủ nhân của thanh âm rõ ràng là cửu cung bá thượng trong lời nói trêu chọc tựa hồ xem thường cửu cực trí cao cửu cung bá thượng thành thần bảng thứ tư cao hơn cửu cực trí cao một tên tuyệt đại đa số sinh linh chưa từng lập qua cửu cung bá thượng chỉ có sinh linh ở hồng mông sơ kỳ còn sống sót mới hiểu tuy tùng của thần linh bây giờ là chiêu cấp cường giả người đến là ai là cửu cung bá thượng thành thần bảng thứ tư thành thần bảng thứ tư tê chẳng phải còn mạnh hơn cửu cực trí cao thật hay giả sao cửu cung bá thượng lại tới đây các sinh linh bắt đầu thảo luận rất nhanh liền có sinh linh nhận ra thân phận của cửu cung bá trượng truyền miệng nhau khiến cho các sinh linh rất nhanh liền biết được cửu cung bá thượng dạo bước đi đến chân đạp hắc vân phía sau đi theo cửu cung vô thượng cửu cung linh đọa thiên kiếm đế bốn người chăm chú nhìn chằm chằm cửu cực trí cao không có hảo ý giờ phút này cửu cực trí cao đang bạo ngược đấu chiến thắng phật lang đế cùng chu ma đại đế tốc độ cùng lực lượng phát huy vô cùng tinh tế khiến cho ba vị hồng mông trí cường căn bản không cách nào tổn thương hắn chu ma đại đế bị liên tiếp oanh bạo nhục thân hóa thành ma khí tiêu tán lại ngưng tụ lâm vào luân hồi vô hạn dù vậy hắn cũng không có vội vàng sao động lăng đế hơi đỡ một ít dù sao cũng tay cầm bất bại kiếm đấu chiến thắng phật thì hoàn toàn là liều mạng không để ý tới nhục thân của mình lôi sông lên phía trước nhất không thể không nói bọn hắn rất ăn ý có thể làm cho cửu cực trí cao trong khoảng thời gian ngắn không cách nào đạt được thắng lợi đã rất không tệ cửu cung bá thượng cửu cực trí cao một bên chiến đấu một bên liếc nhìn cửu cung bá thượng chạy tới sắc mặt vô cùng âm lãnh hắn rất chướng mắt cửu cung bá thượng bọn họ đều là thần linh phân thân chỉ có cửu cung bá thượng không phải nhưng tên này gian to bằng trời miệt thị bọn hắn còn mưu toan thành thần đến rất tốt đợi lát nữa liền thu thập ngươi cửu cực trí cao âm thầm nghĩ sau đó không nhìn cửu cung bá thượng tiếp tục chiến đấu hắn rất thưởng thức đấu chiến thắng phật lang đế trung ma đại đế là ba nhân tài có thể đào tạo thực lực cũng không tệ hắn muốn thành thần sau khi thành thần khẳng định phải có thành viên tổ chức của mình thần linh có thể nào không có nếu không chuyện gì cũng cần mình tự thân đi làm huống hồ giữa các hồng mông thần linh cũng có địa vị trên lệch cũng có đấu tranh cửu cực trí cao muốn trở thành thần sau khi thành thần cũng không muốn làm hạng chót rất nhanh đám người cửu cung bá thượng đi tới biên giới quan chiến phía trước đưa ra tinh không cực lớn để bọn người cửu cực trí cao chiến đấu đại diễn thần chi chiến đấu một tia khí tức cũng có thể nhẹ nhõm hủy diệt một đại đạo vị diện cho dù nơi này là hồng mông cũng phải đề ra tinh không rộng lớn thiên đế cùng tô đế ở đây cửu cung vô thượng cắn răng nói trao ánh mắt của hắn nhìn lại cửu cung bá thượng cửu cung linh cùng đọa thiên kiếm đế đều có thể nhìn thấy thân ảnh của thiên đế cùng tô đế hử thiên đế thần linh ngu xuẩn. hắn vốn nên là người mạnh nhất nhưng bởi vì muốn lân hồi mà bị siêu việt cửu cung bá thượng hừ lạnh nói năm đó các hồng mông thần linh lấy thiên đế vi tôn kia là chàng diện bực nào cho dù là về sau thái dịch hỗn độn cũng không cách nào đạt tới loại độ cao kia đáng tiếc thiên đế hủy ở trong tay của mình cửu cung bá thượng rất phản cảm dạo thiên đế này không chân quý thân phận của mình không chân quý hết thảy mình có mà hắn vì cường đại vì cửu cung thủy đế làm châu làm ngựa thật vất vả mới văn lộn cho tới địa vị bây giờ hắn đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội thành thần cảm nhận được ánh mắt của cửu cung bá thượng tần quân nhau mắt lại trong mắt tràn đầy hàn ý sát ý đen vét phẫn nộc tần quân có thể cảm nhận được trong ánh mắt đối phương bao hàm tâm tình cái này khiến hắn rất im lặng chẳng có thủ oán với ngươi, gia hỏa này dám khiêu khích ngươi, tần ta rất thủ không? Tô đế hỏi. Trong lời nói có lãnh ý, phảng phất như chỉ cần tần quân nói một câu, hắn liền sẽ động thủ giết chết cửu cung bá thượng tần quân nhíu mày, tống tắc lấy làm kỳ lạ nói. Xen ra thái tố kiếm quân vì ngươi bỏ ra không ít, tô đế rõ ràng cuồng hơn trước kia, khẳng định cùng lúc trước thứ tự thành thần bảng biến hóa có quan hệ nghe vậy. Khuôn mặt tô đế có chút động, nhìn tần quân một chút nói. Không hổ là thiên đế, hai người ngầm hiểu lẫn nhau nở nụ cười vô luận tô đế mạnh bao nhiêu đều sẽ che chở tần quân loại cảm tình này không biết từ khi nào tỷ thành lập tuy tô đế muốn chiến thắng tần quân nhưng chỉ là tâm tình cạnh tranh không có địch ý không cần ngươi xuất thủ trẫm có thể thu thập hắn tần quân hừ nói mặc dù hắn chỉ là tạo hóa thái hư tôn nhưng hắn ai cũng không sợ đúng lúc này cửu cung bá thượng dọc theo các sinh linh hình thành vòng quang chiến dạo bước đi tới con mắt nhìn chằm chằm vào tần quân như nhìn con mồi một màn này bị các sinh linh nhìn thấy tất cả đều trở nên hưng phấn cửu cung bá thượng để mắt tới thiên đế các sinh linh chú ý tới tô đế ở bên cạnh thiên đế càng thêm kích động tô đế cũng tới cửu cung bá thượng muốn khiêu chiến thiên đế hắn bài danh cao hơn thiên đế a à. chật chật điệu bộ này là sắp đại chiến thiên đế tô đế điên thủ chiến cửu cung bá thượng khí thế của cửu cung bá thượng thật mạnh so với cửu cực trì cao chỉ có hơn chứ không kém thiên đế xong các sinh linh nhao đồng tình thiên đế lúc trước còn uy phong bát diện kết quả bị cửu cung bá thượng để mắt tới hai người bài danh trên lệch cực lớn thiên đế là không thể nào chiến thắng cửu cung bá thượng bệ hạ cẩn thận lục mô khẩn trương nhìn chằm chằm cửu cung bá thượng khi tức của cửu cung bá thượng để hắn dùng mình nhưng hắn không có trốn vẫn thủ vững ở trước mặt tần quân vũ văn thành đô nhíu mày song quyền nắm chặt tuy hắn không muốn giao nhan vương điện cho tần quân nhưng hắn cũng không muốn nhìn tần quân chết hắn có dã tâm nhưng hắn biết ân hắn không muốn nhìn thấy tân quân chết ở trước mặt mình nhưng cửu cung bá thượng quá mạnh để hắn trầm mặc ra hỏa này thật làm cho người chán vét tôi đế nhíu mày lẩm bẩm rõ ràng có ý muốn xuất thủ ở trước mặt hắn ai dám khiêu khích thiên đế muốn chết lúc này tân quân mở miệng nói loài bò sát nhìn chăm chằm chẫm ngươi muốn chết sao hắn đã tức giận nhiệm vụ thiên đế bất bại ban thưởng tuy coi như không tệ nhưng nếu thật chọc giận hắn hắn không nhìn nhiệm vụ trực tiếp vượt qua thứ tự khiêu chiến nghe vậy trong mắt cửu cung bá thượng hàn quang thoáng hiện sát ý như thực chất thiên đế lần đây ngươi danh tiếng rất thịnh có dám đánh với ta một trận không cửu cung bá thượng nhau mắt lại cười lạnh hỏi xa xa cửu cung vô thượng nhíu mày thầm mắng cửu cung bá thượng không não nếu như hắn thật đả thương thiên đế ngày sau coi như thành thần cũng sẽ bị các thần linh xa lánh thậm chí lê thủ chém giết ồ chỉ bằng ngươi dám trước đánh với ta một trận không tô đế lạnh giọng nói đang khi nói chuyện còn bước ra một bước để các sinh linh càng thêm hưng phấn cửu cung bá thượng cười khẩy nói ngươi thì tính là cái gì cút sang một bên oanh khí thế của tô đế bạo phát may cả cửu cực trí cao ở phương xa chiến đấu cũng không nhịn được ghé mắt thật mạnh đấu chiến thắng vật khẩn trương không thôi sợ tần quân xảy ra chuyện nhưng hắn bị cửu cực trí cao kiềm chế không cách nào hỗ trợ để chẳng tự mình hắn tần quân mở miệng nói nói xong hắn đột nhiên đứng dậy nói loài bò sát có dám cùng chẫm đi không loạn lưu chiến đấu không hắn không muốn ở chỗ này chiến đấu sân bãi quá nhỏ có gì không dám cửu cung bá thượng liếm môi một cái miệt thị tần quân giúp trẫn chiếu cố tốt hắn tần quân nhìn lục ngô phân phó một câu chỉ chính là hồng quân bệ hạ lục ngô không yên lòng nói nhưng hắn còn chưa nói xong tần quân liền biến mất ở chỗ cũ cửu cung bá thượng tan nhẫn cười một tiếng đi theo biến mất tại nguyên chỗ tinh không lập tức xôi trào các sinh linh cũng bắt đầu mặc niệm cho tần quân giám minh chiến cửu cung bá thượng thiên đế quá bành trướng Cửu cung bá thượng là thành thần bảng thứ tư, thiên đế thành thần bảng thứ 15 có khả năng so sánh sao, thiên đế xong. Ai? Đáng tiếc. Tại sao cửu cung bá thượng lại để mắt tới thiên đế, không có đạo lý A? Thiên đế chết thì chết. Ta muốn thấy cửu cung bá thượng chiến cửu cực trì cao, trong không loạn lưu, trung quan tất cả đều là thời không điện lưu, không có sao trời. Hết thảy hư vô tần quân chống rỗng xuất hiện, cao hơn trăm mét. Cửu cung bá thượng đi theo xuất hiện mặt mũi tràn đầy khinh miệt nhìn tần quân thiên đế thời đại của ngươi đã qua ngươi không xứng với thần danh cửu cung bá thượng nhìn chằm chằm tần quân nhẹ nói trong lời nói tràn lập sắc ý thấu xương hai cánh tay hắn nhấc lên không loạn lưu chung quanh liền thay đổi trang cảnh tất cả thời không địa lưu đều biến mất thay vào đó là vô số thiên thạch màu đen tinh không hắc ám có một mặt trời to lớn vô biên ở vào trung ương chiếu sang phiến tinh không hắc ám này tạo hóa lực cửu cung bá thượng sáng tạo ra chiến trường đây là hắn cho tần quân tôn trọng sau cùng cũng là điển lễ cho mình hắn muốn ở chỗ này thí thần trẫm không phải thần trẫm là tạo vật chủ tần quân lấy ra hồng mông để kiếm đạm mạc nói hồng mông thần linh là hắn ban tạm dùng hồng mông thần linh để hình dung hắn ngược lại là một loại vũ nhục với hắn cửu cung bá thượng hừ lạnh một tiếng khi thế của mình hoàn toàn bão phát so với lúc trước cửu cực trí cao ẩn ẩn vòn mạnh hơn một phần ầm ầm trong hắc ám tinh không tất cả thiên thạch đều rung động kịch liệt âm thanh hội tụ vào một chỗ quan triệt toàn bộ hắc ám tinh không khí thế cường đại để vô cực hồng mông bào của tần quân cổ động để hắn đầu tóc rối bời cửu cung bá thượng dưa cằm Miệt thị tần quân nói hoảng sợ sao sợ hãi sao cho dù tần quân có được thực lực siêu vượt cảnh giới nhưng ở trước mặt tu vi tuyệt đối hết thảy đều không có tác dụng tần quân cười nhìn hắn coi trời bằng vung thiên đế phân thân từ trong cơ thể hắn bay ra mỉa mai trên mặt cửu cung bá thượng cà thêm nồng đậm muốn dựa vào phân thân chiến thắng hắn đồn cười rất nhanh Thiên đế phân thân của tần quân đột phá 1.000, 2.000, 3.000, 4.000. Thiên đế. Ngươi đây là đang tự chui đầu vào dọ sao, cửu cung ba thượng cười cho phùng nói. Hắn không có lập tức xuất thủ, chờ đợi tần quân ra hết mánh khóe, lại đành tan đối phương muốn dùng phân thân chiến thuật biển người đến đối mặt hắn. Hắn thấy, tần quân vô cùng ngu xuẩn lúc này, số lượng thiên đế phân thân đột phá 7.000, còn đang không ngừng tăng nhiều, ánh mắt của tần quân ngương tụ, tốc độ phân thân tăng nhiều đột nhiên nổ tung, trong ngày mắt có 10.000 thiên đế phân thân xuất thể, 20.000, 50.000, 100.000, 150.000, nụ cười của cửu cung bá thượng im bặt mà dừng. Trong mày, hắn nhìn ra những phân thân này quỷ dị, khí tức thâm hậu giống như bản tôn. Hắn không còn dám khinh thường, lúc này tần quân bản tôn, thân hình vô cùng cuồng mãnh muộn rồi. Tần quân cười khẩy, hồng mông đế kiếm chỉ hướng cửu cung bá thượng, thiên đế thần Phật khoảng cách xa giết ra. Liên diễm kiếm khí quét ngang hết thảy, trong chớp mắt liền đến trước mặt cửu cung bá thượng phá cho bổn tọa cửu cung bá thượng giận quát một tiếng một quyền đánh tan thiên đế thần phạt cường thế vô song lúc này chung quanh tần quân đột nhiên nhiều mấy chục vạn thiên đế phân thân lít nha lít nhít trải rộng hắc ám tinh không đứng trên từng khỏa thiên thạch vây cửu cung bá thượng chật như nêm cối sáu trăm ngàn thiên đế phân thân bảy trăm ngàn thiên đế phân thân lại qua hai cái hô hấp số lượng thiên đế phân thân đột phá trăm vạn phóng tầng mắt nhìn tới toàn bộ hắc ám tinh không tất cả đều là thân ảnh của tần quân căn bản vô số sắc mặt của cửu cung bá thượng âm trầm có loại cảm giác bị chơi đùa tần quân rõ ràng có thể lập tức phóng xuất nhưng cố ý chỉ hoãn thời gian mà chính hắn lại còn đần độn chờ lấy loài bỏ sát ngươi chuẩn bị kỹ càng nghênh đón khuất nhục chưa tần quân cao cao tại thượng nhìn xuống cửu cung bá thượng hỏi đồng thời vẫn có thiên đế phân thân liên tục không ngừng xuất hiện lần này tần quân dự định bạo phát toàn bộ thực lực dù sao nơi đây chỉ có hắn cùng cửu cung bá thượng hắn muốn điên cuồng chờ đạp cửu cung bá thượng đáng giận sắc mặt của cửu cung bá thượng âm trầm bị hơn 100 vạn thiên đế phân thân nhìn chằm chằm hắn cảm giác nguy hiểm cực lớn loại cảm giác này lúc trước không có trước kia cũng rất ít có hoắc tần quân huy kiếm chỉ hướng cửu cung bá thượng tất cả thiên đế phân thân trong nháy mắt động như đàn châu chấu từ bốn phương tám hướng ép tới cửu cung bá thượng sau đó là một trận quần ẩu chảm không thể tả cửu cung bá thượng cấp tốc thôi động pháp lực hình thành một đạo phòng hộ cháo khiến cho các thiên đế phân thân không cách nào công phá thân sắc hắn ngưng trọng như lâm đại địch không còn trào phúng như lúc trước oanh tần quân tiến vào trạng thái thiên đế thần thể tất cả thiên đế phân thân cũng như thế kim quang thiểm diệu rung động hắc ám tinh không còn chưa đủ tần quân tiếp tục mở ra đấu đạo chữ bí chiến lực tiếp tục tăng vọt hơn một trăm vạn thiên đế phân thân đi theo mở ra đấu đạo chữ bí chiến lực tăng vọt khi tức hội tụ vào một chỗ đi cửu cung bá thượng động dung phảng phất như muốn sụp đổ còn không có kết thúc trạng thái nộ oán quanh thân tần quân toát ra từng sợi huyết khí huyết khí thiêu đốt bản thân tăng cường chiến lực các thiên đế phân thân cũng giống như thế khi thế lần nữa đầy cao cái này làm cửu cung bá thượng triệt để không bình tĩnh trừng to mắt run giọng nói làm sao có thể oanh một tiếng phong hộ cháo của cửu cung bá thượng bị xé nát vô số thiên đế phân thân công tới có người thi triển đại chu thiên trường, có người thi triển đại đạo sinh thiên hoàng có người thi triển hồng mộng phá mệnh chỉ các loại thần thông đánh cho Cửu cung bá thượng không có chút lực chống đỡ hắn, liên tiếp bạo phát pháp lực, phá hủy từng thiên đế phân thân. Nhưng một giây sau lại có càng nhiều thiên đế phân thân đánh tới từ góc độ của Tần Quân nhìn lại, đã không nhìn thấy thân ảnh của Cửu cung bá thượng, chỉ có thể nhìn thấy các thiên đế phân thân hình thành nhân cầu to lớn, còn to lớn sao trời, vô số thiên thạch bị chấn nát, hình ảnh vô cùng hùng vĩ Tần Quân không có đình chỉ thi triển phân thân đại đạo, hắn muốn thử một chút cực hạn của mình, hắn muốn nhìn mình nhiều nhất phân ra bao nhiêu phân thân, lại có thể bảo trì bao lâu. Oanh 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 tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên cửu cung bá thượng muốn thoát ly vây quanh đá tiếc căn bản làm không được ở trong tầm mắt của hắn tất cả đều là thân ảnh của tần quân để hắn phát điên vì cái gì vì cái gì cửu cung bá thượng ở trong lòng cùng hống hắn hoàn toàn không thể nào hiểu được thần thông phân thân của tần quân những phân thân này đều có thể địch nổi đại diễn thần chi hơn nữa còn không chỉ một hơn một trăm vạn đại diễn thần chi vây công hắn hắn làm sao chịu được tần quân nhìn xuống loạn trên phía dưới khuôn mặt lạnh lùng không có chút thương hại nào hắn không chỉ có đánh bại cửu cung bá thượng còn muốn cửu cung bá thượng khuất nhục chết đi tổng tổng phan từng thiên đế phân thân điên cuồng tàn phái nhục thân của cửu cung bá thượng đánh cho cửu cung bá thượng ở trong trăm vạn phân thân không hề có lực hoàn thủ ở dưới thiên đế thần thể đấu đạo chữ bí trạng thái nộ oán chiến lực của tần quân đã siêu việt cực hạn đồng thời cân thân của hắn đã vượt qua 150 vạn còn đang không ngừng tăng nhiều liên tục không ngừng thiên đế phân thân xuất hiện ở quanh hắn vừa xuất hiện liền thẳng hướng cửu cung bá thượng vừa rời đi chỗ cũ lại hiện ra thiên đế phân thân a à a à. cửu cung bá thượng kêu rên liên hồi tràn đầy nổi giận cùng sát ý mặc cho hắn phẫn nộ như thế nào hắn cũng không cách nào hất ra trăm vạn thiên đế phân thân mỗi một giây lúc thể của hắn đều bị hàng vạn thương tổ đây là dưới tình huống hắn đã phòng ngự tần quân một mực lạnh lùng nhìn xuống trong lòng còn có sát ý hắn muốn để cửu cung bá thượng chết dám khiêu khích hắn như thế ngày sau nếu như cửu cung bá thượng còn sống thiên đế liền tồn tại chỗ bẩn rất nhanh số lượng vân thân của hắn đột phá 200 vạn tốc độ tăng trưởng đi theo giảm bớt hẳn là đến khoảng cách số lượng cực hạn càng ngày càng gần đây chính là cực hạn của trẫm tần quân khẽ nhíu mày tâm lý có chút khó chịu ti đủ để áp chế cửu cung bá thượng nhưng hắn vẫn muốn trở nên càng mạnh đúng lúc này ánh mắt của hắn bỗng nhiên ngưng tụ gắt vào chằm chằm cửu cung bá thượng ở phía dưới thủy nguyên khí chẳng trách ánh mắt của tần quân sáng lên lẩm bẩm ngỡ khi có chút hương phấn cửu cung bá thượng lâm vào trạng thái bùng nổ khí tức hoàn toàn hiền lộ ra bảo lộ ra thủy nguyên khí trong cơ thể hắn trách không được cửu cung thủy đế dám phái một tiểu lâu la cạnh tranh cùng thần linh phân thân còn lại nguyên lai trong cơ thể tên này cất giấu thủy nguyên khí xem ra ngươi chết có giá trị khoái miệng tần quân dương lên tâm thần khẽ động hơn 200 vạn phân thân trở nên càng thêm cuồng bạo nhao nhao công kích cửu cung bá thượng các loại chiêu số âm hiểm đều dùng ra để cửu cung bá thượng giống giận không dứt oanh 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 hơn một trăm ngàn thiên đế phân thân đồng thời thi triển hồng mông phá mệnh chỉ thiên đế phân thân ở trước mặt cấp tốc né tránh ăn ý hoàn nghĩ. liên diễm bao phủ cửu cung bá thượng để hắn thống khổ không chịu nổi phân thân còn lại không cho cửu cung bá thượng cơ hội thở dốc nao nhao xâm nhập trong liệt diễm dày đặc tiếp tục thống kích cửu cung bá thượng không đến nửa nén hương thời gian Nục thân của cửu cung bá thượng liền bị xé nát bởi vì các phân thân quá mức cuồng mãnh cửu cung bá thượng căn bản không có thời gian khôi phục nục thân nguyên thần bị thương nặng cùng lúc đó tần quân không còn phân ra phân thân đã đạt tới điểm tới hạn dựa theo hắn tính, thân thân của hắn cực hạn là 280 vạn tần quân bỗng nhiên cúi người lao xuống, tay phải nắm lấy hồng mông đế kiếm, qua lại trong hơn 200 vạn phân thân. Hình ảnh vô cùng hùng vĩ cửu cung bá thượng đã điên rồi, không có lý trí công kích loạn xạ, hắn không có chú ý tới tần quân bản tôn tới gần thành thần bảng thứ tư cửu cung bá thượng lưu lập thành người điên. Nếu bị những sinh linh khác phát hiện, hẳn định đều không thể tin được cái này phiến hắc ám tinh không bắt đầu uốn éo, phảng phất như lúc nào cũng có thể phá nát tinh không này chính là chiến trường cửu cung bá thượng sáng tạo nếu cửu cung bá thượng vẫn lạc nó tự nhiên sẽ tiêu tán giao ra đầu vật cho trẫm tần quân hừ một tiếng một kiếm đâm ra chính là thiên đế thần phạt liệt diễm kiếm khí lướt qua vô số phân thân bao phủ cửu cung bá thượng lần này cửu cung bá thượng không cách nào đào thoát càng không cách nào chống cự a à đáng giận a à. lửa giận của cửu cung bá thượng đã đạt tới cấp độ điên cuồng đau đớn khó có thể tưởng tượng để nguyên thần của hắn tiếp cận biên giới phá tán tay trái của tần quân khẽ vẫy rút ra thủy nguyên khí ở sâu trong linh hồn của cửu cung bá thượng cửu cung bá thượng đã không còn là trạng thái đỉnh phong huống chi còn bị thiên đế phân thân bao phủ căn bản không cách nào bận tâm thủy nguyên khí trong cơ thể một đạo khí thể màu trắng rơi vào trong tay tần quân chính là thủy nguyên khí giờ phút này cửu cung bá thượng giật mình tỉnh lại hắn tức giận nhìn về phía tần quân nhận ra đây là tần quân bản tôn vội vàng đánh tới tần quân tần quân khinh thường cười một tiếng quay người đưa lưng về phía cửu cung bá thượng không chạy trốn bổn tọa muốn giết ngươi tiếng gầm gừ của cửu cung bá thượng như ước vạn lôi đỉnh oanh minh ngay thời điểm tay phải sắp chạm đến tần quân một thiên đế phân thân đụng vào hắn chấn hắn trở về tần quân bay ra trăm vạn phân thân đi vào trên một khỏa thiên thạch vớt vốt, vốt thủy nguyên khí trong tay hồng mông thần linh cũng không cách nào dựa vào thủy nguyên khí tu luyện thủy nguyên khí trong cơ thể bọn họ đều là tần quân rót vào bọn hắn còn như vậy huống chi hồng mông sinh linh thủy nguyên khí này trải qua vô số năm thai nhánh đã ẩn chứa hơn phân nửa tu vi của cửu cung bá thượng không thể so sánh tầm thường làm áo cưới mà thôi thôi nhưng cũng là vinh hạnh của ngươi tần quân khẽ cười một tiếng trực tiếp thu thủy nguyên khí vào trong cơ thể oanh pháp lực trong cơ thể hắn bắt đầu bạo động ở dưới công pháp bất diệt thánh thân trợ giúp tu vi bắt đầu bay vào tần quân hấp thu thủy nguyên khí vô cùng vô tận cho dù hắn không tu luyện mỗi ngày đang mạnh lên đương nhiên tốc độ mạnh lên không cách nào làm cho tần quân thỏa mãn hiện tại thủy nguyên khí này đối với hắn không có chút bài xích nào nhẹ nhõm dung nhập toàn thân tần quân truyền hơn phân nửa tu vi của cửu cung bá thượng thoa tần quân hơn phân nửa tu vi này không cách nào bị tần quân hoàn toàn hấp thu ở trong quá trình dung hợp cũng sẽ tiêu tán rất nhiều huống chi cường độ pháp lực của tần quân xa không phải cửu cung bá thượng có thể so sánh vẫn phải trải qua thủy nguyên khí trong cơ thể hắn thối luyện như không ngừng áp xúc tuy thể tích thu nhỏ nhưng chất lượng bất biến tê lần nguyên thần của cửu cung bá thượng bỗng nhiên bị hai thiên đế vân thân xé làm hai nửa nhưng cửu cung bá thượng cấp tốc thu hợp trở về hình dáng ban đầu lúc này nguyên thần của hắn dừng lại hắn hoảng sợ quay đầu nhìn tần quân pháp lực của ta cửu cung bá thượng tuyệt vọng kêu một giây sau liền bị vô số thiên đế phân thân xé thành vô số ánh sáng thành thần bà thứ tư cứ như vậy vẫn lạc. cùng lúc đó thành thần bảng sinh ra biến hóa thiên đế cứ tư các cường giả so thứ 15 lăm nhao nhao đề cao một vị bởi vì cửu cung bá thượng vẫn lạc chống đi một vị trí biến hóa này dẫn đến vô số sinh linh phát hiện thiên đế thứ tư ông trời ơi cửu cung bá thượng chết rồi bị thiên đế giết thật đáng sợ thiên đế rốt cuộc mạnh cỡ nào cái này so với tô đế còn muốn khoa trương a thiên đế giết cửu cung bá thượng không sợ đắc tội hồng mông thần linh sao ta hoa mắt vô số sinh linh vỡ tổ phảng phất như nhìn thấy chuyện không thể tin được xung quanh hồng mông bạch thụ những sinh linh quan chiến kia bị hù dạ bọn hắn không ồn ào ngược lại vắng lặng một cách chết chóc làm sao có thể thân thể vũ văn thành đô run rẩy lẩm bẩm đoạn mặc hiên ở bên cạnh cũng bị dọa dạ sợ xa xa cửu cung vô thượng cửu cung linh đoạt thiên kiếm đế càng như bị xét đánh nghẹn họng nhìn chân chối. Cửu cung bá thượng chết, cửu cung vô thượng lẩm bẩm, thân thể không bị khống chế run rẩy lên, tựa như nghe được tin dữ. Khắc khuôn mặt là vẻ không thể tin được tuy hắn chán ghét cửu cung bá thượng, nhưng rất tín nhiệm cửu cung bá thượng, đã được cửu cung thủy đế truyền thừa, cửu cung bá thượng cực mạnh, như thế nào bị thiên đế trong thời gian lắn ngủi như thế đánh bại, không chỉ hắn, mạnh như Nạp Lan Tôn Vương, Minh đế Vũ Văn Thành Đô cũng sừng sốt bọn hắn đều đã đoán Tần Quân nói không chừng có thể thắng nhưng không nghĩ tới thắng nhanh như vậy bệ hạ là thành thần bảng thứ tư hồng quân ngạc nhiên nói tần quân cùng cửu cung bá thượng mới rời khỏi bao lâu khi thế của cửu cung bá thượng không ai bị nổi so với tần quân mạnh không chỉ một điểm cứ như vậy bại tần quân đến cùng mạnh như thế nào bá hàn u quay đầu nhìn về phía tô đế ở bên cạnh hỏi thiên đế đến cùng là ai hắn nguyên lai tưởng rằng thiên đế sẽ bị cửu cung bá thượng xé nát nhưng kết quả lại đánh mặt tô đế nhìn qua cửu cực trí cao phương hướng hướng hờ nói hắn là người mạnh nhất trước sơ khai người mạnh nhất trước sư khai đồng tử của bá hàn u co rụt lại lâm vào trong trầm tư cửu cực trí cao đang cùng đấu chiến thắng phật chu ma đại đế lang đế giao chiến chú ý tới thành thần bảng biến hóa hắn chừng to mắt có chút không dám tin tưởng làm sao có thể cho dù bại cũng không có khả năng bại nhanh như vậy trong lòng cửu cực trí cao chấn động trong đầu không khỏi hiện ra khuôn mặt của tần quân hắn đột nhiên cảm giác được tần quân có thể là đang giả heo ăn thịt hổ thiên nế cho dù luân hồi cũng không nên yếu hơn bọn họ chẳng lẽ cửu cực trí cao nghĩ đến loại khả năng nào đó thân thể du nhẹ nhẹ đúng lúc này Trung ma đại đế hóa thành bốn vòi rồng màu đen từ phương hướng khác nhau đụng vào hắn đáng tiếc vẫn không cách nào xông qua phòng ngự đấu chiến thắng phật lần nữa cua gậy đập đến lần này lại bị cửu cực trí cao đưa tay nắm lấy tám một phát đấu chiến thắng phật bay về phía cửu cực trí cao giấu tâm tình lo lắng cửu cực trí cao một quyền giết ra phanh một quyền xuyên thủng lồng ngực của đấu chiến thắng phật kim giáp phá nát máu tươi vẩy ra biểu lộ của đấu chiến thắng phật cũng đi theo ngưng kết cửu cực trí cao khẽ quát một tiếng pháp lực gào thét quanh bạo bất phôi chi thân của đấu chiến thắng phật bá đạo tuyệt luân cho không loạn lưu cửu cung bá thượng chế tạo ra hắc ám tinh không đã theo hắn vẫn lạc mà biến mất giờ phút này tần quân ngồi xếp bằng trong hư không Trung quanh lượn lờ lấy thời không điện lưu mỗi một tia đủ xé nát sinh linh vô cực cảnh tần quân đang tiêu hóa tu vi của cửu cung bá thượng tu vi cảnh giới của hắn bởi vì đột phá đến tạo hóa thái hư tông viên mãn còn chưa đình chỉ tốt nhất là nhất cổ tác khí đột phá đại diễn thần chi tần quân âm trầm nghĩ đối với hắn mà nói Đột phá đại diễn thần chi không khó lắm, vận mệnh của hắn cho dù là Hồng Mông thần linh cũng không thể sao, bởi vì hắn sáng tạo ra Hồng Mông thần linh, sau này hết thảy đều cùng hắn có quan hệ, tạo hóa như vậy. Nếu như không thành tựu đại diễn thần chi, còn ai? Tông âm nương theo khí tức của Tần Quân không ngừng cất cao, không loạn lưu chung quanh cũng bị oanh ra ngoài, không cách nào tới gần hắn đúng lúc này, trước mặt hắn bỗng nhiên xuất hiện một khuôn mặt, chính là thời không điện lưu ngưng tụ thành, khuôn mặt mơ hồ, nhưng cho người ta một loại cảm giác áp bách vô thượng nó nhìn tần quân há mồm phảng phất như im ắng gào thét tần quân không có phát giác được vẫn hết sức chuyên chú tăng cường tu vi thời gian cứ như vậy trôi qua không biết qua bao lâu khuôn mặt thần bí kia biến mất tần quân mở to mắt cực đạo viêm hỏa trong cơ thể hắn không bị khống chế tràn ra bên ngoài vây quanh hắn bay trong mắt tần quân lóe lên một tia sáng chói mắt ngay sau đó không loạn lưu ở chung quanh bị vũ trụ thời không hoàn toàn mới thay thế vô số sao trời tô điểm trong tinh không các loại nhan sắc đều có còn có tinh hà trắng lệ vô số lưu tinh sạch qua liệt diễm đại đạo phân thân đại đạo, hào vận đại đạo, sát lục đại đạo, thời gian đại đạo, không gian đại đạo đại đạo hắn có hóa thành lưu quang màu sắc khác nhau phóng tới sâu trong tinh không. Phảng phất như đụng phải vách tường cuối vũ trụ, tất cả đều bạo tán, hóa thành các loại sóng biển. Quét sạch vũ trụ hắn đột phá đại diễn thần chi cảnh, giờ phút này, hắn đang diễn hóa vũ trụ, không giống với tiểu vũ trụ ở cảnh giới khác. Vũ trụ này có thể so với một đại đạo vị diện năng lực của đại diễn thần chi không phải sáng tạo một đại vũ trụ, mà là phút chốc sáng tạo hắn nhất định phải luyện năng lực trong chớp mắt sáng tạo đại vũ trụ hơn nữa đại vũ trụ này còn không thể là hư ảnh có quy tắc hoàn chỉnh cơ sở vật chất thậm chí là sinh linh phút chốc tạo nên lại phút chốc vứt bỏ đối với sinh linh trong mà nói là vô cùng tàn nhẫn đây cũng là nguyên nhân đại bộ đại diễn thần chi rất ít vận dụng loại năng lực này đại diễn thần chi năng lực cường đại nhất chính là sáng tạo hết thảy đại diễn thần chi thứ nhất của hồng mông là thái dịch hỗn độn hắn sáng tạo ra vô số hỗn độn tầng quân tin tưởng mình rất nhanh liền có thể luyện thành dù sao hắn không phải lần đầu tiên sáng tạo thành thần bảng thứ tư không hổ là thiên đế trong hồng mông tược đế ngồi trên một thiên thạch thở dài hắn lại lần nữa bị tần quân siêu việt còn bỏ xa để tâm tình của hắn rất tệ không chỉ tần quân ngay cả Tô đế đặt tới thành thần bảng thứ sáu đã từng là tam đế hắn trở thành tồn tại hạng chót cực đế lâm vào trạng thái đê mê trước nay chưa có hắn rất mê mang rõ ràng hắn nỗ lực mạnh lên vì do treo không kịp tần quân cùng tô đế lần trước nếu không phải tần quân tương trợ hắn đã chết ở trong tay chính hoa tả Phật. Làng đế, mỗi lần nghĩ đến, hắn liền không cam tâm con đường của ta đến cùng có chính xác không. Cực đế nhìn qua chỗ sâu của hồng mông lẩm bẩm trong mắt tràn đầy vẻ mờ mịt sai, ngươi còn không có tìm được con đường chân chính của ngươi. Đúng lúc này, phía trước truyền đến một thanh âm, ngữ khí độc đoán, không thể nghi ngờ cực đế hít mắt nhìn đi, chỉ thấy một cột sáng từ tiền phương cuốn tới, trước trùng sáng đứng một bóng người, tóc hoa dâm mục ở sau ót, khuôn mặt như nam tử 40 tuổi, hai tay thả lỏng sau thắt lưng, phần phật mỗi một con mắt đều có sáu cái đồng tử xếp thành hình tròn vô cùng quỷ dị ngươi là ai cực đế mở miệng hỏi đang khi nói chuyện chậm rãi đứng dậy tùy thời chuẩn bị chiến đấu ta là ai không trọng yếu trọng yếu là ta có thể để ngươi mạnh lên để ngươi vô địch hồng mông lục đồng nam tử mỉm cười nói tự tin trong lời nói cho người ta một loại cảm giác ám chỉ mãnh liệt giúp cực đế mạnh lên đối với hắn mà nói chỉ là việc rất nhỏ cực đế không hề bị lay động nói vì sao ta phải tín nhiệm ngươi ngươi không hiếu kỳ lại lịch của ngươi sao ở thiên đế vị diện lúc hỗn độn sơ khai ngươi vừa xuất thế liền mạnh hơn những sinh linh khác quá nhiều ngươi không có một chút hiếu kỳ ngươi rời hỗn độn trên đường đi đều có thể biến ngươi thành an thật là bởi vì ngươi rất mạnh lục đồng nam tử đi vào trước mặt cực đế hai người cách xa nhau 5 mét bốn mắt nhìn nhau để cực đế nhíu mày ngươi đến cùng muốn làm gì cực đế trầm giọng hỏi ta muốn ngươi mạnh lên muốn ngươi tiếp nhận trách nhiệm ngươi vốn nên chấp hành lục đồng nam tử cười khẽ nói để cực đế nghĩ đến đọa lạc ngươi không thể nói phục ta, thật xin lỗi. Cực đế lắc đầu nói, hắn nhìn như lạnh lùng không có lòng dạ, như lòng tựa như gương sáng, đối phương tuyệt đối có mục đích của mình ngươi nhất định phải đi theo ta. Chỉ có ta mới có thể để ngươi đạt tới đỉnh phong. Lục đồng nam tử nhìn chằm chằm cực đế, văn từng chữ nói. Ngước khi ẩn hàm uy hiếp thần sắc của cực đế đi cho lạnh nhạt, khí tức nguy hiểm bắt đầu tiết lộ ra, thậm chí dậm chân đi đến trước lục đồng nam tử hắn ghét nhất người khác uy hiếp hắn. Đúng lúc này, lục đồng nam tử bỗng nhiên trừng mắt sáu đồng tử trong mắt bắn ra tia sáng lục sắc cực đế vừa nhìn thấy trong nháy mắt lâm vào trong hoảng hốt lục đồng nam tử không có cơ tập kích cực đế mà đứng tại chỗ chờ đợi qua một hồi lâu cực đế mới thức tỉnh lương hắn bốc lên hơi lại thân thể run nhè nhẹ trong mắt đều là vẻ sợ hãi phảng phất như ác mộng tình thế nào bây giờ ngươi nguyện ý cho ta đi chưa lục đồng nam tử mở miệng hỏi trên mặt vẫn treo vẻ tự tin tựa như an chắc cực đế cực đế hít sâu một hơi hỏi đó là thật sao thanh âm của hắn lại xen lẫn vẻ run rẩy cực đế lấy không sợ vô địch thành danh sẽ rất ít thất thố như vậy lục đồng nam tử nhìn hắn thật sâu nói hồng mông đại kiếp từ trước tới giờ không phải trùng hợp nhân quả tích cảnh tượng ngươi thấy cũng không phải ta bịa đặt giả tạo ngươi hẳn có thể cảm nhận được tâm tình của bọn hắn rất chân thực nếu như ngươi không gánh chức trách của mình tương lai sẽ như ngươi thấy hồng mông hỗn động đều sẽ không còn tồn tại nghe vậy cực đế ngẩng đầu nhìn về phía lục đồng nam tử trầm giọng hỏi một vấn đề cuối cùng ngươi đến cùng là ai địa vị bản tôn không thu kém hồng mông thần linh lục đồng nam tử hít mắt nói đáp án này để cực đế động dung không loạn lưu oanh khi tức của tần quân lần nữa tăng vọt pháp lực tăng cường gấp trăm lần làm cho cả không loạn lưu bạo động vô số thời không hư ảnh tựa hồ muốn phá nát đinh chúc mừng ký chủ đột phá đại diễn thần chi cảnh nhất biến hen thưởng ký chủ một cơ hội hồng mông độ kiếp một cơ hội cực hạn phục giác tỉnh thanh âm hệ thống nhắc nhở vang lên ở trong đầu tần quân từ giờ trở đi, Tần Quân không còn là tạo hóa thái hư tôn, mà là đại diễn thần chi hàng thật giá thật. Đúng lúc này, giữa mi tâm Tần Quân bỗng nhiên bay ra một bóng mờ, rõ ràng là cửu cung bá thượng thiên đế, ngươi chết không yên lành, uổng la trí cao thần, cửu cung bá thượng tức giận gào thét, trong giọng nói tràn đầy hận ý Tần Quân không nhìn thẳng, tay phải vỗ ra, đập tan sợi hồn phách sau cùng của cửu cung bá thượng. Đến tận đây, cửu cung bá thượng xem như hoàn toàn chết đi, ngay cả cơ hội lân hồi đọt xá cũng không có. Đinh hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến cửu cung bá thượng giã tâm thu hoạch được ba cơ hội hồng mông độ kiếp một cơ hội cực hạn phục giác tỉnh hai cơ hội cực hàn giác tỉnh hai cơ hội triệu hoán thần ma ba cơ hội đại đạo truyền thừa sáu cơ hội truyền thừa kỹ năng thanh âm hệ thống nhắc nhở vang lên lần nữa lần sau tần quân về đại tần thiên đình lại có thể bồi dưỡng một đợt thần ma hắn trong nháy mắt liền có ý nghĩ thập nhị tổ vu lên tề tụ thập nhị đô thiên thần sát đại trận hắn đã đợi rất lâu 12 vị tổ vu đại diễn thần chi cảnh bày ra thập nhị đô thiên thần sát đại trận hình ảnh nhất định rất đẹp đồng thời hắn còn có hai cơ hội cực hạn phục giác tỉnh trong lòng cũng có nhân tiền nghĩ xong tân quân chậm rãi đứng dậy chuẩn bị rời đi hắn đã tiêu hóa hết tu vi của cửu cung bá thượng mặc dù chỉ là đại diễn thần chi cảnh nhất biến nhưng thực lực ngang dọc đại diễn thần chi cảnh cũng không có vấn đề không nói những cái khác chỉ là vân thân hắn có lòng tin đột phá số lượng ngàn vạn chẳng vô địch lại về rồi khóe miệng tần quân dương lên có ngạo khí vô địch chư thiên tần quân trở lại đỉnh đầu của đại đế tà lang Mùi ở trên trí tôn cửu long ỷ vô số ánh mắt quang tới tất cả đều tràn đầy chấn kinh cùng hoảng sợ thiên đế về rồi quả nhiên lông tóc không hư hại chẳng lẽ cửu cung bá thượng là chúng mai phục thôi đi mai phục như thế nào thành công đánh giết cửu cung bá thượng rõ ràng là thiên đế quá mạnh từ giờ trở đi chúng ta tốt nhất đừng đắc tội hắn hắn đã thể hiện ra vong mang thành thần bảng đệ nhất ta đến bây giờ còn không thể tin được cửu cung bá thượng chết các sinh linh nghị luận ầm ĩ thậm chí không dám cùng tần quân nối mặt hồng quân nhìn tần quân chắp tay nói chúc mừng bệ hạ tới thành thần bảng thứ tư tần quân liếc mắt nhìn hắn lộ ra ý cười hồng quân lấy lòng hắn nói rõ đã động tâm muốn vì hắn hiệu lực biểu hiện tốt một chút ngày sau trẫm sẽ để cho ngươi vào thành thần bảng lời vừa nói ra hồng quân mừng giữa không thôi vội vàng cảm ơn tần quân ở chỗ này đợi lâu như vậy hắn cũng nghe không ít âm thanh đối với thành thần bảng có hiểu rõ đại khái hắn cách tên sau cùng trên thành thần bảng là ức vạn sinh linh biết rõ mình nhỏ bé cho hắn cường đại đến nhập bảng chỉ sợ thành thần chiến đã kết thúc cho nên nghe được tần quân đề bạc, hắn có thể nào không kích động lục ngô đế giang đi thao chúc mừng tần quân tần quân không có để ở trong lòng ánh mắt nhìn về phía chiến đấu phía trước cửu cực trí cao đã sắp chiến thắng đấu chiến thắng phật một lần lại một lần ngưng tụ nhục thân khi tức đã không lớn bằng lúc trước hai tay lăng đế máu me đầm đìa nắm bất bại kiếm đang run rẩy về phần chu ma đại đế đại bộ thời điểm đều viễn trình công kích thương thấy nhẹ hơn chút, dựa theo tần quân đánh giá. Không đến nửa canh giờ, đám người đấu chiến thắng Phật chắc chắn thất bại bây giờ tần quân đối với cửu cực trí cao đã hoàn toàn chướng mắt, dù sao thứ tự của hắn đã cao hơn cửu cực trí cao thiên đế. Đúng lúc này, sau lưng tần quân truyền đến một âm thanh vui cười, để tần quân khẽ nhíu mày. Không cần quay đầu lại, hắn đã đoán được thân phận người đến nguyên đế, thành thần bảo thứ 9, bây giờ nguyên đế thay đổi một thân váy dài, đầu đội châu quan. Vẫn như cũ chân trần nha tử, chỉ là khí chất càng thêm xuất chúng phối hợp với khuôn mặt đẹp tinh xảo hấp dẫn rất nhiều ánh mắt nàng cấp tốc lướt qua hồng quân đi vào phía bên phải tần quân nhìn tần quân nói đã lâu không gặp tần quân hỏi ngươi tới làm gì đối với hồng mông tri tử trong lòng hắn một mực nghi hoặc đến cùng cái gì là hồng mông tri tử Sen náo nhiệt a à? đông hồng mông cũng đang thảo luận các ngươi a à? nguyên đế thanh tú động lòng người nói ánh mắt nhìn chằm chằm tần quân chưa từng nhìn về phía bọn ngươi cửu cực trí cao đấu chiến thắng phật phảng phất như tần quân càng có sức hấp dẫn tần quân không hợp tác nói vậy ngươi xem đi hôm nay hắn thành tựu đại diễn thần chi cũng không sợ nguyên đế ra vẻ nguyên đế cười hì hì một tiếng ánh mắt lại nhìn tần quân tần quân giả bộ không nhìn thấy một lần nữa nhìn về phía chiến đấu phương xa chiến đấu tiếp tục đấu chiến thắng phật lang đế chu ma đại đế càng ở vào yếu thế cừu cực chi cao càng chiến càng mạnh mắt thấy ba người liền muốn bại trận tần quân nhị không được mở miệng nói ngưng chiến đi ngộ không trung ma lui ra hắn mới mở miệng đấu chiến thắng phật không thể không dừng lại trung ma đại đế đi theo rừng tay lang đế cũng không dám cùng cửu cực trí cao đơn đả độc đấu đành phải đi theo rừng tay cửu cực trí cao rất cho tần quân mặt mũi nói rừng là rừng chỉ là ánh mắt thoáng nhìn nguyên đế ở bên cạnh tần quân ánh mắt lập tức trường lớn đó là nàng tại sao lại ở chỗ này cửu cực trí cao nhíu mày sắc mặt âm trầm ánh mắt nhìn chòng chọc vào nguyên đế cảm nhận được ánh mắt của hắn nguyên đề quay đầu nhìn hắn nhảnh miệng cười nụ cười tuyệt mỹ kinh diễm hồng mông đáng tiếc cửu cực trí cao không hề bị lay động hử cửu cực trí cao hử lạnh một tiếng chợt ánh mắt chuyển di cao giọng hỏi còn có ai cửu cung bá thượng vẫn là cũng không để hắn ngưng chiến hắn muốn tiếp tục tiếp nhận khiêu chiến hắn muốn thắng càng nhiều cường giả không có một sinh linh ứng thanh đều nhìn về phía tần quân giờ phút này tần quân không xuất thủ không người nào dám xuất thủ bọn hắn đều sợ mình múa diều qua mắt thợ mất mặt xấu hổ đáng tiếc tần quân sẽ không xuất thủ bởi vì có sai lầm thân phận thiên đế thiên đế không chủ động khi dễ kẻ yếu bọn hắn đều nhìn ngươi vì cái gì nguyên đế hiếu kỳ hỏi ánh mắt nhìn tần quân phảng phất như tòa ánh sáng tần quân mặt không đổi sắc nói có thể là sùng bái chẫm ha lúc này đấu chiến thắng phật đi vào trước mặt đại đế tà lang quỳ xuống hổ thạnh nói thuộc hạ làng bệ hạ mất thể diện không có việc gì ngươi đã biểu hiện rất tốt tần quân gật đầu nói dù sao đối thủ là thần linh phân thân đâu chiến thắng vật biểu hiện đã nằm ngoài dự đoán của hắn trung ma đại đế không nói gì nhưng vẫn thành thành thật thật đợi ở một bên biểu lộ vô cùng phiền muộn tam đế liên thủ lại bị cửu cực trí cao hoàn ngược thật sâu kích thích đến lòng tự tôn của hắn làm sao không có người sao cửu cực trí cao cao giọng hỏi đang khi nói chuyện hắn đưa mắt về phía tô đế ở đây ngoại trừ tần quân thâm bất khả chắc cũng chỉ có tô đế uy hiếp được hắn đối mặt ánh mắt của hắn tô đế biểu lộ lạnh lùng nói ta sẽ khiêu chiến ngươi nhưng không phải hiện tại lời này rơi vào trong tay các sinh linh liền có một phen ý tứ khác chẳng lẽ tô đế đang đợi cửu cực trí cao suy yếu cửu cực trí cao nhìn tô đế một chút sau đó thu hồi ánh mắt không người khiêu chiến cửu cực trí cao khiến cho tinh không lâm vào trong yên lặng lúc này tần quân chú ý tới nhan vương điện đang lặng lẽ lui lại rõ ràng là muốn thoát đi chấm đẩy ngươi đi rồi sao thanh âm của tần quân nổ vang ở bên tai vũ văn thành đô chấn động đến thân thể hắn run lên vội vàng quay đầu nhìn về phía tần quân phát hiện tần quân không có nhìn về phía hắn nhưng một màn này để hắn càng thêm sợ hãi lúc trước vũ văn thành đô còn dám cùng tần quân cạnh tranh một phen nhưng khi tần quân đánh giết cửu cung bá thượng hắn không dám lại ảo tưởng nữa tuy hắn cuồng nhưng biết mình cùng cửu cực trí cao trên lịch huống chi cửu cung bá thượng bài danh ở trên cửu cực trí cao điện chủ còn do dựng cái gì đoạn mặc khiên truyền âm hỏi hắn không có nghe được âm thanh của tần quân còn tưởng rằng vũ văn thành đô không cam tâm rời đi vũ văn thành đô cắn răng lúc này quay đầu chuẩn bị thao túng nhân vương điện rời đi dừng lại đúng lúc này tân thanh của tần quân vang lên uy chấn toàn bộ tinh không tần quân đứng dậy biến mất tại nguyên chỗ nay sau đó liền đến trên nhan vương điện đồng tử của vũ văn thành đô co rụt lại vô ý thức thôi động pháp lực đáng tiếc đã không kịp tần quân thuấn di đến trước mặt hắn phanh vũ văn thành đô chỉ cảm thấy bụng gạp trọng kích ý thức hoảng hốt máu tươi từ trong miệng phun ra hai đầu gối mềm lưỡng, oanh một tiếng quỳ trên mặt đất chấn động đến toàn bộ nhan vương điện lai động kịch liệt đoạn mặc hiên vừa nhìn thấy là tần quân dọa đến mất hồn mất vía quên cả hành động bá trong tinh không ánh mắt toàn bộ sinh linh quang tới khi thấy tần quân công kích vũ văn thành đô đều nghẹn họng nhìn chân chối cọc tần quân nhất chân đạp lên đầu vũ văn thành đô làm cho vũ văn thành đô quỳ xuống hình ảnh phảng phất như dừng lại thiên đế ngạo nghĩ mà đừng chân phải đạp đầu nhan vương điện điện chủ bước đối phương quỳ bái mình chấn động nhân tâm không gì sánh nổi khắc sâu vào trong lòng mỗi một vị sinh linh để bọn hắn tim đập nhanh hơn bá khí không có gì sánh kịt làm tốt lắm đế giang huy quyền nói cực kỳ hương phấn lục ngô đấu chiến thắng phật chu mà đại đế hồng quân đều nuốt nước miếng trong tinh không các đại nhân vật như lang đế hành đế Nằm lang tôn vương minh đế bá hàn ú tất cả đều con mắt đăm đăm ngay cả tô đế ăn nói có ý tứ lộ ra nụ cười tần quân nhìn xuống vũ văn thành đô dưới chân nói ngươi biết sai ở chỗ nào không vũ văn thành đô muốn đứng dậy nhưng bị tần quân ép không thể động một cỗ lực lượng vô hình bao vây hắn để hắn ngay cả thần thông cũng không cách nào mở rộng giờ khắc này hắn cảm giác toàn bộ hồng mông đều ép trên người mình khó chịu đến cực điểm chẫm cho ngươi hết thảy để ngươi giải phong ấn ngươi hồi báo chẫm như thế nào đối mặt tần quân chất vấn vũ văn thành đô vừa sợ vừa giận ngay ở trước mắt bao người mặt mũi của nhan vương điện điện chủ như hắn xem như mất hết hoa các sinh linh sôi trào lên nguyên lai là thiên đế tạo ra vũ văn thành đô vũ văn thành đô là nhóm hồng mông sinh linh đầu tiên như vậy tần quân lại là thân phận ra sao sinh linh tới nơi này đều không phải kẻ yếu tâm tư thông tuệ đều nghĩ đến loại khả năng nào đó chẳng lẽ thiên đế cũng là hồng mông thần linh chỉ có loại khả năng này mới có thể giải thích vì sao tần quân trong khoảng thời gian ngắn đánh bại cửu cung bá thượng cật nhanh ánh mắt cửu cung vô thượng phức tạp nhìn qua tần quân những ngày đó ở cổ thánh đế đạo tần quân bị hắn xem là kiến hôi bây giờ lại bỏ xa hắn chẳng lẽ đây chính là chỗ cường đại của hồng mông thần linh nói đi tần quân quát lớn chân phải đột nhiên dùng lực đầu vũ văn thành đô chấn đến mặt đất vỡ ra tết nứt kéo dài lan tràn cả tòa thành ngươi đoạn mặc hiên lấy lại tinh thần hắn cũng coi như trùng nghĩa lại vọt tới tần quân tần quân đột nhiên chừng mắt liếc hắn một cái thiên đế thần uy bạo phát dọa đến đoạn mặc hiên như bị xét đánh co quát ngồi dưới đất hai mắt vô thần các sinh linh nhan vương điện nhao nhao từ trong thành bay ra lơ lửng trong tinh không, lít nhà lít nhít, vây quanh tần quân, phong tầm mắt nhìn tới, nói ít cũng có trăm vạn, nhưng không có người nào dám ra tay, chỉ có thể ở trong lòng run sợ nhìn tần quân ngươi cầm sao? Tần quân trồng giọng nói, khoát nhục vô tận để thân thể của vũ văn thành đô run rẩy, hận không thể lập tức chết đi như dục niệm cầu sinh mãnh liệt đánh nát tự tôn của hắn, để hắn nhị không được mở miệng, đứt quãng nói, ta thuộc hạ biết sai, to hơn một tí, sai ở đâu? khuôn mặt của Tần Quân băng lãnh, ngầm thét nói: Hắn cho Vũ Văn Thành Đô cơ hội, cho nên mới cáo đến bây giờ nhưng Vũ Văn Thành Đô để hắn rất thất vọng, thuộc hạ dùng bỏ lời hứa, vi phạm ý chí của bệ hạ, thuộc hạ khinh miệt bệ hạ thần uy, không chịu trở về. Thuộc hạ chiếm lấy nhan vương điện, mưu toan độc hưởng, Vũ Văn Thành Đô run giọng nói. Âm thanh có chút nghẹn ngào, hắn chưa bao giờ chịu đựng khuất nhục như thế, nhưng cũng chưa từng sợ hãi qua như thế hắn có thể cảm giác được sát ý của Tần Quân. Hắn hiểu được nếu mình không nhận sai, nhất định sẽ chết sống vô số năm. Hắn không muốn chết ở chỗ này, hắn còn không có thành thần. Các sinh linh vây xem đều lâm vào trầm mặc. Thiên đế bá đạo chấn nhiếp bọn hắn nguyên đế cười nhìn tần quân, còn không ngừng vỗ tay, phảng phất như thấy chuyện thú vị. Nghe vũ văn thành đô nhận sai, các sinh linh không khỏi run sợ. Vũ văn thành đô ở đông hồng mông có thể nói là bá chủ đỉnh cấp, lại lưu lạc thành kết quả như vậy, thật không thể tưởng tượng nổi các sinh linh của nhân vương điện càng trợn mắt hốc mồm, cẫn nộ đến cực điểm. Nhưng thiên đế thần uy quá mạnh, để bọn hắn không dám ra tay chân đạp đầu của vũ văn thành đô tần quân cũng không có cảm giác thành công tuy vũ văn thành đô không có hắn nhưng chối bỏ lời thề chèn ép một phen đợi vũ văn thành đô nói xong tần quân mới mở miệng nói về sau nên làm như thế nào dùng thân này vì bệ hạ dông pha khói lửa vĩnh tiễn không bao giờ dùng bỏ thanh âm của vũ văn thành đô run rẩy nói câu này xong hắn lập tức nhụt trí cả ngươi thất hồn lạc phách từ nay về sau hắn sẽ sống ở trong bóng ma của tần quân tinh không yên lặng đệ nhất hùng chủ rơi vào khuất nhục như thế thật đáng buồn đáng tiếc nhưng thiên đế cường thế chắc chắn chấn động hồng mông sau này thành thần chiến vạn năm mại trừ thần linh phân thân ai dám khiêu khích thiên đế bệ hạ không giết hắn đã là nhân tử đấu chiến thắng phật tham thảm nói hắn đã sớm biết vũ văn thành đô sẽ có một ngày này lúc trước sau khi tần quân rời đi vũ văn thành đô liền thể hiện ra phong mang ai cũng không phục thậm chí dám khiêu khích hồng mông thần linh tần quân nhất chân không áp chế vũ văn thành đô nữa chân của hắn vừa dịch chuyển vũ văn thành đô lập tức cảm giác được nhẹ nhõm tả người trực tiếp nằm dạp trên mặt đất bắt đầu từng ngụm từng ngụm thở dốc sở dĩ hắn không có đứng lên cũng không phải không có khí lực mà không dám đối mặt tâm hồn tàn phá thường thường so với nhục thân thương tổn có thống khổ hơn hắn tưởng tượng được ánh mắt của những sinh linh khác cùng nhan vương điện để hắn hận tìm không được một cái lỗ để chui vào căn bản không dám đứng dậy tần quân liếc nhìn thành viên của nhan vương điện chung quanh mở miệng nói nhan vương điện là chấm sáng tạo các ngươi còn không mau bái kiến trẫm, uy nghiêm của hắn sao mà mạnh ngay cả đoạn mặc hiên cũng hoành không được chớ nói chi là thành viên phổ thông của nhan vương điện lúc này liền có vài chục vạn thành viên nhan vương điện bị dạ đế quỷ bái tần quân ở trong nhan vương điện một mực có thiên đế thần tượng tuy vũ văn thành đô bành trướng nhưng chưa bao giờ che giấu qua sự thật này chỉ là các sinh linh của nhan vương điện không nghĩ tới thiên đế trong truyền thuyết lại còn giống tất cả quỳ xuống cho ta vũ văn thành đô cúi đầu bỗng nhiên nói khăn cả giọng dạ đến sinh linh nhan vương điện còn lại còn chưa quỳ nhao nhao quỳ xuống như sóng biển chiều lui cực kỳ rung động nhan vương điện ánh mắt cửu cực trí cao lấp lóe hắn có nhan vương điện lúc trước vũ văn thành đô khiêu khích hồng mông thần linh cũng là bởi vì mặt mũi của tần quân mới không có bị giết nhưng bọn hắn không đoán được ngay cả nhan vương điện cũng là tần quân xáo tạo ở trong ấn tượng của hồng mông thần linh tần quân cao cư thủy nguyên giới không hỏi sự tình hồng mông sao sẽ nghĩ tới sáng tạo thế lực không phải là vì lân hồi sao cửu cực trí cao hít sâu một hơi nỗ lực bình phục nội tâm sao động không dám suy nghĩ nhiều lại nhìn về phía tần quân hắn chỉ cảm thấy tần quân bị mê vụ bao phủ hoàn toàn nhì không thấu nhớ kỹ thân phận của ngươi tần quân vứt xuống câu nói này liền biến mất ở tại chỗ trở lại trên đầu đại đế tà lang thân thể vũ văn thành đô run rẩy chậm rãi đứng dậy giờ phút này hắn tự nhiên không còn dám trốn thao túng nhan vương điện đi vào sau lưng ba trí tả cử động này đã cho thấy thái độ của hắn từ nay về sau nhan vương điện đưa về thiên đế quản hạc thiên đế thu phục vũ văn thành đô lại thêm những cường giả khác bên cạnh hắn trong 20 vị trí đầu của thành thần bảng hắn thế lực lớn nhất ai có thể ngăn cản thiên đế cửu cực trí cao cũng trầm mặc còn ai dám ra mặt đoán chừng cũng chỉ tô đế có hy vọng chiến thắng thiên đế ngươi ngốc sao ngươi không biết quan hệ của thiên đế cùng tô đế các sinh linh nghị luận ẩm ý đều đang thắng phục thiên đế cẩn thận tính toán trong 20 vị trí đầu của thành thần bảng lý họa hồn đế giang đấu chiến thắng phật Chu Ma Đại Đế, Lục Ngô, Vũ Văn Thành Đô đều là thủ hạ của hắn, Tô Đế, Cực Đế lại cùng hắn quan hệ rất tốt, tiếp tục như vậy nữa. Thiên Đế độc bá thành thần bảo, bọn hắn cũng sẽ không kinh ngạc ngươi thật lợi hại, Nguyên Đế nhìn Tần Quân nói. Một bộ sùng bái Tần Quân lắc đầu cười một tiếng, không có để ở trong lòng, hắn vốn định trừng phạt Vũ Văn Thành Đô, nhưng nếu Vũ Văn Thành Đô không cọc, Nhan Vương điện biến thành năm bè bảy mảng, hắn không có tinh lực đi thu thập cục diện rối giám Đông Hồng Mông không người sao? không ai dám khiêu chiến ta Cửu cực trí cao mở miệng nói lần nữa tàu các sinh linh từ trong sóng gió phong ba của nhan vương điện lại vẫn không có sinh linh trả lời tinh không yên lặng đến đáng sợ tần quân phất tay thả lý họa hồn ra vũ trụ độc lập trong mắt hắn thời gian trôi qua tốc độ chậm chạp đã đầy đủ lý họa hồn khôi phục nguồn máu lý họa hồn vô cùng thế lương nhưng khí tức đã khôi phục như lúc ban đầu sắc mặt bình tĩnh không có chút nhụt trí khi chiến bại nào tiểu gia hỏa sao ngươi thảm như vậy nguyên đế nháy mắt hiếu kỳ hỏi nghe vậy Lý họa hồn hừ lạnh một tiếng nói mắc mớ gì tới ngươi chật chật còn thẹn thùng nguyên đế vẻ mặt hiếm lạ nghe mà lý họa hồn nhíu mày tần quân thấy thú vị có loại cảm giác tỉ tỉ khi dễ em trai đúng lúc này nạp lan tôn vương nhịn không được muốn khiêu chiến cửu cực trí cao tuy hắn thua tần quân nhưng bây giờ tần quân bài danh cao hơn cửu cực trí cao nói rõ tần quân vốn mạnh hơn cửu cực trí cao cho dù hắn vẫn như cũ thua cửu cực trí cao chỉ ít có thể thu được rất nhiều xen chiến đấu trước đó cường già khiêu chiến cửu cực trí cao đều giống sót a tới đi cửu cực trí cao mở miệng nói như không người khiêu chiến hắn hắn ngược lại sẽ rất nhàm chán đại chiến bạo phát kết quả không có vượt qua bất luận sinh linh gì đoán trước nạp lan tôn vương thảm bại còn có ai cửu cực trí cao uy phong lẫm lẫm hỏi ngay cả nạp lan tôn vương cũng bại cái này triệt để không người nào dám khiêu chiến rất không tệ cũng rất cử thấy đúng lúc này một thanh âm đạm mạc truyền đến chấn động hồng mông tinh không toàn bộ sinh linh ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy trên hồng mông bạch thụ chẳng biết lúc nào xuất hiện một bóng người thân thể của hắn bị hỗn độn chi khí quấn quanh chỉ lộ ra đầu khuôn mặt lạnh lùng quan sát cửu cực trí cao nhìn thấy mặt của hắn mắt tần quân lập tức nhau lại thái dịch trường sinh giáng dấp rất giống thái dịch hỗn độn cửu cực trí cao biến sắc trầm giọng hỏi ngươi tới làm gì nghe vậy thái dịch trường sinh trả lời ta đến tìm kiếm hồng mông chi tử hồng mông chi tử các sinh linh hai mặt nhìn nhau đều hiếu kỳ người này đến cùng là ai để cửu cực trí cao thất thố như vậy tô đế Lý Họa Hồn, Nguyên Đế đều nhìn về Thái Dịch Trường Sinh khí tức của người này thật quỷ dị, phàm phất như không tồn tại. Bá Hàn U lẩm bẩm, Lang Đế ở bên cạnh trả lời nói: "Hắn là thành thần bảng đệ nhất Thái Dịch Trường Sinh." Thái Dịch Trường Sinh, Bá Hàn U trừng to mắt, sao đại thần này lại tới đây? Đúng lúc này, Thái Dịch Trường Sinh nhìn về phía Tần Quân nói: "Đã lâu không gặp." Lời vừa nói ra, toàn bộ sinh linh đều quay đầu nhìn về phía Tần Quân, Tần Quân không có trả lời, mặt không thay đổi nhìn hắn, phảng phất như muốn xem thấu đối phương nhìn thấy tần quân không có ý tứ trả lời thái dịch hỗn độn không thèm để ý hắn nâng tay phải lên thủ trưởng đột nhiên chắp ở trước ngực đúng lúc này làng đế cửu cung vô thượng không bị khống chế bay tới hắn ngay cả thân thể của lý họa hồn đang run rẩy ánh mắt của tần quân ngưng tụ pháp lực gào thét ra ngăn ở trước mặt để thái dịch hỗn độn không cách nào bắt lấy lý họa hồn đáng giận lăng đế nỗ lực dãy dụ lại không cách nào tránh thoát ánh mắt nhìn về phía thái dịch trường sinh cha đầy hoảng sợ hắn nhận ra thân phận của thái dịch trường sinh thần linh phân thân hơn nữa là thần linh phân thân cường đại nhất cửu cung vô thượng càng mắng cửu cung thủy đế ghét nhất thái dịch hỗn động hắn tự nhiên như thế cảnh này để các sinh linh trong tinh không hai mặt nhìn nhau rất nhanh liền có sinh linh nhận ra thân phận của thái dịch trường sinh thành thần bảng đệ nhất chết không được cường thế như vậy thái dịch trường sinh muốn bắt hồng mông chi tử hắn muốn mở ra hồng mông đại kiếp nguyên lai lăng đế cũng là hồng mông chi tử cửu cung vô thượng lăng đế bọn hắn là hồng mông chi tử các ngươi mau nhìn lý hỏa hồn có dị thừa chẳng lẽ hắn cũng là hồng mông chi tử đây chính là thái dịch trường sinh a khi thế thật mạnh mạnh hơn cửu cực trí cao cửu cung bá thượng nhiều lắm các sinh linh kính sợ nhìn qua thái dịch trường sinh đứng ở trên hồng mông bạch thụ thanh thần bảng đệ nhất chính là vinh diệu vô thượng thái dịch trường sinh mở miệng nói ngươi thật muốn ngăn cản ta ba các sinh linh đồng loạt nhìn về phía tần quân thiên đế cùng thái dịch trường sinh muốn phát sinh tranh đấu đây tuyệt đối là chiến đấu cấp sử chi nghĩ đến đây hô hấp của các sinh linh đều dồn dập lên tần quân nhìn chăm chăm thái dịch trường sinh lạnh giọng nói ngươi loại chống là gì đấu chiến thắng phật đế giang chu ma đại đế trận địa sẵn sàng đón quân địch tùy thời chuẩn bị chiến đấu thái dịch trừ sinh không giống cửu cung bá thượng cửu cực trì cao hắn mạnh không thể tưởng tượng dù sao hắn là thần linh phân thân mạnh nhất hồng mông nghe vậy thái dịch trừ xin nhau mắt lại một bầu không khí tăng tóc quách ngang toàn bộ tinh không tông chủ ngươi địch nổi hắn sao bá hẳn u quay đầu nhìn tô đế hiếu kỳ hỏi tô đế không có trả lời tay trái đột nhiên kéo một cái táo lăng đế đang bay về phía thái dịch trường sinh lại Vô cùng cường thế, dẫn tới Thái Dịch Trường Sinh liếc mắt nhìn hắn chỉ liếc qua. Thái Dịch Trường Sinh liền lần nữa nhìn về phía Tần Quân phụ thần, ngươi hẳn nên lý giải ta. Hẳn nên vinh quang vì ta, mà sẽ không ngăn cản ta. Thái Dịch Trường Sinh chậm rãi mở miệng nói, hắn xưng hô Tần Quân dẫn tới tinh không vỡ tổ phụ thần. Chẳng lẽ Tần Quân là thái dịch hỗn độn, vô số đôi mắt rơi vào trên người Tần Quân. Đều tràn đầy ngạc nhiên, các loại suy đoán hiển hiện ở trong lòng bại nạp Lan Tôn Vương, chẳng cửu cung bá thượng chân đạp vũ văn thành đô thiên đế biểu hiện đã siêu việt chúng sinh tưởng tượng chỉ có thân phận hồng mông thần linh mới có thể giải thích hồng mông thần linh hết thảy chỉ có mấy vị hồng mông thần linh được thái dịch trường sinh xương là phù thần chỉ có thể là thái dịch hỗn động, lấy ngươi làm vinh chẳng dạy ngươi thế nào tần quân hừ lạnh một tiếng vỗ lan can của trí tôn cửu long ỉ đứng dậy nguyên đế ở bên cạnh thì dùng một loại ánh mắt của quái nhìn chằm chằm thái dịch trường sinh khoái môi nhếch lên nụ cười như có như không lý họa hồn mở miệng nói chúng ta bắt hắn lại nhậm ngã tiếu sẽ rất cao hứng từ lần trước cùng cửu cung bá thượng chiến một trận hắn liền rất ngạc nhiên với thái dịch trường sinh thật có lỗi phù thần xưa đâu bằng nay ta muốn thành thần bản tôn cũng muốn khai sáng vĩnh hằng chân chính ai cũng không thể ngăn cản chúng ta ánh mắt của thái dịch trường sinh kiên định hai tay nâng lên khi thấy viễn siêu cửu cực trí cao bạo phát Lang đế lý họa hồn cửu cung vô thượng bị hắn cách không thu đến trước mặt tốc độ rất nhanh ngay cả tần quân cùng tô đế cũng không kịp phản ứng ngươi dám Cửu cực trí cao nổi giận, hắn liền chịu không được sắc mặt cao ngạo của Thái dịch Trường Sinh, khiến cho hắn buồn nôn. Vô số hắc trụ xuất hiện ở bên cạnh, như mưa tên đánh úp về phía Thái dịch Trường Sinh đúng lúc này, Thái dịch Trường Sinh cùng đám người Lang Đế bỗng dương biến mất oanh một tiếng, không mong bạch thụ nằm cũng trúng đạn, một giọng nữ thê lương vang lên bạch thụ, đấu chiến thắng Phật đảo ngầu cả mắt, lúc này lấy ra kim cô bồng, muốn gõ chết cửu cực trí cao, nhưng hắn hiểu cái này không trách được cửu cực trí cao. Cho nên chỉ có thể nhẫn nhịn Tần Quân lật tay lấy ra hồng mông bế kiếm, trầm giọng nói: "Măn hắn lại cho chậm, vâng, đấu chiến thắng phật, đế giang, chu ma đại đế, Lục Ngô, đại đế Tà Lang, hư không ma, huyền hạ nộ thú nhất tề đáp, tất cả đều truy tìm khí tức của Thái Dịch Trường Sinh Vũ Văn Thành Đô lướt qua bên cạnh Tần Quân. Không cần Tần Quân ra lệnh, hắn liền chủ động xuất kích đinh, hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh thu phục Vũ Văn Thành Đô, thu hoạch được một cơ hội cực hạn phục xác tỉnh, hai cơ hội hồng mông độ kiếp, một cơ hội triệu hóa thần ma." hai cơ hội đại đạo truyền thừa thanh âm hệ thống nhắc nhở đi theo vang lên đại biểu cho vũ văn thành đô triệt để quy tâm nguyên nhân rất đơn giản vũ văn thành đô hận thái dịch trường sinh nhất cũng chính là thái dịch hỗn động rút ra đại đạo truyền thừa tần quân ở trong lòng phân phó nói hắn có 8 lần đại đạo truyền thừa dứt khoát duy nhất một lần sử dụng chắc chắn sẽ có đại đạo truyền thừa thích hợp hồng quân đinh bắt đầu ngẫu nhiên rút ra đại đạo truyền thừa đinh chúc mừng ký chủ rút ra được trường thiệt đại đạo đinh chúc mừng ký chủ rút ra được trinh khí đại đạo đinh chúc mừng ký chủ rút ra được hắc động đại đạo đinh chúc mừng ký chủ rút ra được nhiệt huyết đại đạo đinh chúc mừng ký chủ rút ra được tạo hóa đại đạo đinh chúc mừng ký chủ rút ra được giao thế đại đạo đinh chúc mừng ký chủ rút ra được mộng yểm đại đạo đinh chúc mừng ký chủ rút ra được hồn châm đại đạo thanh âm hệ thống nhắc nhở liên tiếp vang lên để tần quân hơi vui vẻ rút chúng tạo hóa đại đạo hay lắm hồng quân chẳng để ngươi mạnh lên chuẩn bị xong chưa tần quân nhìn hồng quân hỏi dẫn tới nguyên đế quay đầu nhìn về phía hắn hồng quân lẩn người vội vàng trả lời nói chuẩn bị xong để hồng quân đại đạo truyền thừa hồng mông đậu kiếp từ trung giác tỉnh tần quân ở trong lòng phân phó nói thoại âm rơi xuống hồng quân liền bị hút vào mi tâm của hắn biến mất không thấy gì nữa một màn này để nguyên đế trường lớn đôi mắt đạch rất hiếu kỳ cùng lúc đó thái trịch trường sinh xuất hiện lần nữa ở trên hồng mông bạch thụ lý họa hồn lang đế cửu cung vô thượng xuất hiện ở sau lưng hắn bị hỗn độn chi khí bao bọc không thể động đậy dưới thần linh ta chính là mạnh nhất các ngươi còn không mau thái dịch trường sinh tức giận tâm thanh phá vỡ thần hồn cho dù là đấu chiến thắng phật chu ma đại đế cũng bị chấn động đến ý thức hỏa hốt ngừng ở trên hư không còn lại vô số sinh linh dạ đến co quắp ngã xuống thân thể không tự chủ quỳ bái thái dịch trường sinh thành thần bảng địa nhất bá đạo như vậy tôi đế nhìn thái dịch trường sinh trong mắt có hai kim ô đang nhấp nháy phảng phất như muốn tràn mi mà ra tới trước mặt trẫm ngươi dám nói mạnh nhất tần quân cười trong lòng phẫn nộ hắn cũng sẽ không để thái dịch trường sinh bắt đi lý họa hồn đinh hồng quân đại đạo truyền thừa thành công đinh hồng quân hồng mông độ kiếp thành công đinh hồng quân tử trung giác tỉnh thành công, tỉnh thành công. điều ra bảng thuộc tính của hồng quân phong thích hắn tần quân ở trong lòng phân phó nói con mắt nhìn chòng chọc vào thái dịch trường sinh dám bất kính với hắn như vậy thái dịch trường sinh ở trong lòng hắn đã lên bảng danh sách tất sát ngay khác nếu như gặp được thái dịch hỗn độn thái dịch hỗn độn cũng đừng hỏng tốt hơn lúc này bảo thục tính của hồng quân xuất hiện ở trước mặt hắn hồng quân đến từ thần thoại truyền thuyết thân phận thành nhân chi sư đại đạo hiển hóa hồng mông sinh linh tu vi đã diễn thần chi cảnh cửu biến công pháp chảm tam thi chi pháp thần thông khởi tử hồi sinh ông dương điên đảo trưởng thiên chi thuật tử khí đông lai hóa tượng hạ pháp thuật tiên thiên nạp đạo pháp nhất khi hóa tam thanh nội y vũ trụ, điểm linh chi thuật, pháp bảo, tạo hóa mọc điệp, từ tiêu thần cung, đạo trần, thiên địa huyền hoàng khí, đại đạo truyền thừa, tạo hóa đại đạo, thuộc tính đặc thù, đại đạo khí vận số mệnh theo thực lực tăng trưởng mà đề cao, đồng thời gia tăng khí vận cho chủ công, đồ trung thành, 100 trị số 100, đại diễn thần chi cảnh cửu biến, nghịch thiên, lý họa hùng cũng chỉ là đại diễn thần chi cảnh thất biến, đạt tới đại diễn thần chi cảnh, mỗi cao một biến, cơ hồ là ngày đêm khác biệt, không thể vượt qua bây giờ hệ thống sẽ không sụp đổ bởi vì tân quân đã thành thần bảng thứ tư khí vận cường thịnh cho dù ở hồng mông không người có thể đụng mắt hắn híp lại lấy hồng quân đại diễn thần chi cảnh cửu biến đi dung truyền thái dịch triều sinh cũng có thể kiểm tra độ cao của hồng mông thần linh một chút ngay thời điểm hắn suy tư hồng quân thuận thế từ mỹ tâm hắn bay ra đạo bảo cổ động tiền phong đạo cốt mặt mũi tràn đầy mây trôi nước chảy so sánh với lúc trước khi phai tử như hai người càng lộ vẻ sư thoát trần thế hồng quân giết hắn cho chẫng tần quân mở miệng phân phó nói nguyên đế nhìn chằm chằm hồng quân đôi mắt đẹp trường lớn phảng phất như trông thấy đồ vật kia gớm gì tân lệnh hồng quân gật đầu biến mất tại nguyên chỗ con kiến hôi dám ngăn trở ta thái dịch trường sinh ba khí nói hỗn độn chi khí hóa thành một vòi rồng tứ ngược mà xuống càng lúc càng lớn tốc độ nhanh đến cực hạn cuốn đi đám người đấu chiến thắng phật chu ma đại đế đúng lúc này hồng quân xuất hiện ở trước mặt hắn hắn cả kinh đồng tử co rụt lại thật nhanh hồng quân mặt không biểu tình vung động đạo trần trong tay đối diện đánh vào trên mặt thái dịch trường sinh chấn động đến hỗn động chi khí quanh thân thái dịch trường sinh tiêu tán lý họa hồn lang đế cửu cung vô thượng cũng được thoát thân cút thái dịch trường sinh nổi giận pháp lực nổ tung phá tan khí thế của hồng quân đồng thời hỗn động chi khí của hắn cấp tốc bắt lý họa hồn lang đế cửu cung vô thượng trở lại mạnh như lý họa hồn ở trước mặt hắn không có chút lực ngăn cản nào ngươi là ai thái dịch trường sinh trầm giọng hỏi đương kim hồng mông lại có người đặt tới đại diễn thần chi cảnh cửu biến để hắn cảm thấy chấn kinh đây cơ hồ là chuyện không thể nào hồng quân huy động đạo trần nhảy giọng nói thiên đế tọa hạ hồng quân hồng quân thái dịch trường sinh nhau mắt lại hắn chưa từng nghe nói qua cái tên này chẳng lẽ là cường giả thiên đế âm thầm bồi dưỡng hồng quân sẽ không cùng hắn nói nhả bàn tay trái vung lên một đạo hoàng khí xuất ra mắt thấy liền muốn đụng vào thái dịch trường sinh ống tay láo của thái dịch trường sinh cuốn lên thu nhập vào trong tay láo oanh ống tay láo của thái dịch trường sinh đột nhiên nổ tung để sắc mặt hắn kịch biến thiên địa huyền hoàng khí của ta diệt thân hồn của ngươi hồng quân lạnh giọng nói tần quân đã muốn hắn giết thái dịch trường sinh vậy hắn sẽ không lưu tình hai người va chạm liên đời lấy lý họa hồn lang đế cửu cung vô thượng cùng nhau hóa thành một điểm sáng màu đen biến mất không thấy gì nữa bọn hắn vừa biến mất tinh không lần nữa rơi trào lên hồng quân là ai vì sao trước đó chưa nghe nói qua Nguyên lai loài bỏ sát đi cho bên người thiên đế như thế mạnh, dung truyền thái dịch trường sinh, hồng quân không đơn giản a. À. Thiên đế đến cùng còn có bao nhiêu át chủ bài?